Nhung hươu là gì? Nhung hươu là phần sừng non của hươu, nai được mới mọc chưa bị vôi hóa hoặc cứng lại. Phía ngoài có lớp lông mềm, lông tơ bao phủ. Nhung hươu còn có tên gọi khác là lộc nhung, ban long châu, hoàng mao nhung, huyết nhung. Trong y học cổ truyền nhung hươu là một loại dược liệu quý với những công dụng như tốt cho xương khớp, tốt cho tiêu hóa, giúp tinh thần thoải mái, hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ bắp và nhiều tác dụng khác. Nhung hươu là phần sừng non của hươu, nai được chưa bị vôi hóa hai giá trị dinh dưỡng của nhung hươu trong nhung hươu chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hợp chất mang hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe con người như các enzyme có khả năng chống oxy hóa, superoxide dismutase, xúc catalase ket, và glutathione peroxidase, GPX1. Các axit amin cấu tạo nên chuỗi polypeptide và protein, 2. Nucleoside thành phần cấu tạo nên DNA, mang lại tác dụng chống mệt mỏi của nhung hươu, 3. Nhung hươu chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe ba lợi ích của nhung hươu tăng trưởng xương và sụn theo một nghiên cứu phân tích sự điều hòa phân tử của chiết xuất nhung hươu trên sụn động vật cho thấy rằng nhung hươu có liên quan đến sự tăng trưởng và tái tạo sụn giúp điều trị các tổn thương ở sụn và xương khớp 4 một nghiên cứu trên động vật chỉ ra chiết xuất nhung hươu có liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển của xương, tiêu biểu là làm tăng chiều dài xương đùi. Năm, ngoài ra, việc bổ sung thêm các sản phẩm canxi và vitamin D tại nhà thuốc An Khang đóng vai trò rất quan trọng tổng việc bổ trợ tăng trưởng xương.